Sau 3 tháng ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thượng Phong vẫn khiến cho cộng đồng mạng ngày ngày theo dõi không sót một nhịp nào. Dù chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng thông tin cả hai đang tiến hành phân chia tài sản khiến cho nhiều người không thể không chú ý. Theo nguồn tin từ trang 163 cho biết, việc Triệu Lệ Dĩnh liên tục quay trở lại Thượng Hải sau khi ly hôn là do Phùng Thượng Phong đã để lại siêu biệt thự cả trăm tỷ đồng cho vợ cũ. Cặp vợ chồng có tất cả 17 công ty thuộc quyền quản lý của mình, thế nhưng đều hoạt động độc lập nên không liên quan đến việc phân chia tài sản chung. Mới đây, hình ảnh Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại một văn phòng bất động sản với sắc mặt già nua tiểu tụy. Nhiều người bày tỏ quan điểm liệu có phải nam diễn viên đang chuẩn bị tậu thêm một căn nhà mới cho riêng mình trong tương lai hay không? Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.